Xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Hôm nay thầy giáo hướng dẫn chúng ta làm một số bài toán trong bài phép cộng và phép trừ đa thức. Bài đầu tiên, thầy giáo hướng dẫn chúng ta làm bài tập 29 với yêu cầu tính bài 29. Phần A bằng ngoặc x cộng y cộng với x trừ y. Phần B x cộng y trừ x trừ y. Ra thực hiện phần A. X cộng y cộng với x trừ y bằng bước thứ nhất bỏ ngoặc. Ta bỏ ngoặc là x cộng y cộng với x trừ y. Bước thứ hai chúng ta sẽ cộng các phạm tử đồng dạng x cộng x bằng 2x y trừ y hết phần b. Ta có x cộng y trừ đi x trừ y bằng, ta bỏ ngoặc đa thức thứ nhất ta được x cộng y, bỏ ngoặc đa thức thứ hai ta trừ x cộng y. Vì đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ nên ta đổi dấu các hạng tử trong ngoặc. Ta có x trừ x bằng 0, y cộng y bằng 2y. Bài thứ hai là bài 30. Tính tổng của hai đa thức P và đa thức Q. Bài 30. Đa thức P cộng với đa thức Q bằng, chúng ta viết hai đa thức trong dấu ngoặc, x bình phương y cộng với x mũ 3 trừ x y bình phương cộng với 3 cộng với đa thức Q x mũ 3 cộng với x y bình phương trừ đi x y trừ đi 6. Bước thứ nhất các em bỏ ngoặc. Vì đằng trước dấu ngoặc là dấu cộng nên các hạng tử giữ nguyên x bình phương y cộng với 3x cộng với x mũ 3 trừ x y bình phương cộng với 3 cộng với x mũ 3 cộng với x y bình phương trừ x y trừ 6. Ta đi thu gọn các hạng tử đồng dạng. X bình phương y không đồng dạng với hạng tử nào nên các bạn giữ nguyên x bình phương y cộng với x bình phương x mũ 3 cộng với x mũ 3 cộng với trừ x y bình phương cộng với x y bình phương cộng với 3 trừ 6 rồi trừ đi x y. Ta viết xuống x bình phương y cộng với 2 lần x mũ 3 trừ x mũ y mũ 2 cộng y mũ 2 bằng 0, 3 trừ 6 bằng âm 3 và trừ đi x y. Bài 31. Cho đa thức M và đa thức N. Tính tổng M cộng N, M trừ N và N trừ M. Trước hết chúng ta đi tính tổng của đa thức M cộng với đa thức N bằng 3XYZ trừ 3X bình phương cộng với 5XY trừ 1 cộng với 5X bình phương cộng với xyz. Trừ 5xy cộng 3 trừ y. Bằng, ta bỏ ngoặc được 3xyz trừ 3x bình phương cộng với 5xy trừ 1 cộng với 5x bình phương cộng với xyz trừ 5xy
cộng 3 trừ y. Ta đi tìm các hạng tử đồng dạng 3xyz đồng dạng với xyz, ta nhóm nhất 3xyz cộng với xyz. 3x bình phương trừ 3x bình phương với dương 5x bình phương cộng với âm 3x bình phương 5x bình phương cộng với 5xy trừ 5xy trừ 1 cộng 3 cộng với âm 1 cộng với 3 2 4 6 8 9 và từ cuối cùng là trừ y bằng 3xyz cộng xyz bằng 4xyz. 3 âm 3x bình phương cộng 5 thì bằng dương 2x bình phương. 5xy trừ 5xy hết, âm 1 trừ cộng với 3 bằng dương 2 trừ y. Tiếp theo các em đi tính hiệu của đa thức M trừ N và đa thức N trừ M. Đa thức M trừ đa thức N. Bằng. Ba xyz trừ 3 x bình phương cộng với 5 xy trừ 1 trừ đi đa thức n là 5 x bình phương cộng với xyz trừ 5 xy cộng 3 trừ y. Khi trừ chúng ta đặc biệt phải chú ý bỏ ngoặc mà đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ, ta có 3xyz trừ 3x bình phương cộng với 5xy trừ 1 trừ đi 5x bình phương trừ xyz cộng với 5xy cộng 3 thì này trừ 3 cộng với trừ y cộng y bằng 3xyz đồng dạng với trừ xyz trừ xyz. 3 x bình âm 3 x bình đồng dạng với âm 5 x bình. 5 x y đồng dạng với dương 5 x y. 1 đồng dạng với âm 3 cộng với cộng y bằng 3 trừ 1 bằng 2xyz. Âm 3 với âm 5 thành âm 8 x mũ 2 5 xy cộng 5 xy bằng 10 xy trừ 1 trừ 3 bằng trừ 4 cộng với y. Tương tự như vậy thì các bạn có thể tính đa thức N trừ M ngược lại. Bây giờ giáo dẫn tiếp bài 32. Tìm đa thức P và đa thức Q biết. Đa thức P cộng với đa thức x bình phương trừ 2 y bình phương bằng đa thức x bình phương trừ y bình phương cộng 3 y bình phương trừ 1. Thì để tìm được đa thức P, chúng ta lấy đa thức tổng trừ đi đa thức x bình phương trừ 2 y bình phương phần A. Đa thức P sẽ bằng x bình phương trừ y bình phương cộng với 3 y bình phương trừ 1 trừ đi đa thức x bình phương trừ 2 y bình phương bằng x bình bỏ ngoặc x bình phương trừ y bình phương cộng 3 y bình phương trừ 1 trừ x bình phương cộng với 2 y bình phương bằng
x bình phương trừ x bình phương cộng với trừ y bình phương cộng 3 y bình phương cộng 2 y bình phương trừ 1. X bình phương trừ x bình phương 0 trừ y bình phương trừ 1 cộng với 3 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4 y bình phương trừ 1. Để tìm ra thức quy thì các em lấy ra thức tổng hiệu cộng với ra thức trừ, vậy ta có xy cộng với 2x bình trừ 3xyz cộng với 5 cộng với ra thức 5x bình trừ xyz, ta bỏ dấu ngoặc xy cộng 2x bình trừ 3xyz cộng 5 cộng với 5x bình trừ xyz bằng hàng từ xy không đồng dạng hàng từ nào, nó ra viết xuống dưới 2x bình đồng dạng 5x bình cộng với 2x bình 5x bình trừ 3xyz đồng dạng với trừ xyz cộng với cộng với 5 6 bằng hàng từ xy cộng với 7 x bình phương trừ đi 4 xyz cộng với 5. Bài 33 chúng ta đi tổng tính tổng của hàm thức m và n, p và q thì cách tính như thế nào, thì chúng ta lấy ra thức m cộng ra thức n và ra thức p cộng ra thức q, cách làm tương tự các em tự làm. Trên đây thầy giáo hướng dẫn chúng ta một số bài toán về cộng trừ ra thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học, nhớ đăng ký để theo dõi các bài học tiếp theo.